Hello, hôm nay là ngày mình nói về chủ đề sales, bán hàng. Thì có ba cái ý đơn giản nhưng ai làm sale cũng phải nhớ. Đây là cái mình luôn luôn nhấn mạnh với lại team sale của mình trong tất cả các buổi training. Điều thứ nhất là phải setting goal is good. Không có setting goal, không có chỉ tiêu thì mình thật sự không có cái động lực để mà thực hiện và đi tới cho đúng theo cái chỉ tiêu mình đặt ra. Cái đó là cái động lực mà bắt buộc trong cái ngành sale nào cũng phải có. Cho nên điều thứ nhất là phải setting goal. Setting goal is good. Điều thứ hai là breaking goal into smaller goal. Cái này thì có nhiều bạn làm sale đó, cũng có chia sẻ với mình và cũng qua bao nhiêu năm làm trong ngành sale thì mình mới hiểu được rằng là sale cái áp lực để mà đặt ra chỉ tiêu nó rất là lớn. Thì một trong những cái thách thức làm sao để mà mỗi tháng đều đạt được chỉ tiêu, hay là mỗi tuần, hay là mỗi ngày đạt được chỉ tiêu, thì sẽ có những cái phương cách nào đó để mà giúp cho mình dễ thực hiện cái chỉ tiêu hơn. Thì cái điều thứ hai này là cái điều mà theo mình nghĩ rất là đơn giản và sẽ giúp cho các bạn sale thực hiện chỉ tiêu dễ dàng hơn. Đó là chia nhỏ cái goal của mình ra. Đừng nghĩ tới ồ một tháng mình phải bán 10.000 đô hay là thu vào 100.000 đô, hay những bạn bán hơn được cả triệu đô. Cái đó nó lớn lắm. Ok, nếu mà có thể các bạn chia nhỏ ra, chia ra thành tuần, chia ra mỗi ngày, và mình cứ theo đúng cái lộ trình mỗi ngày đó, thì mình sẽ cảm thấy nó đỡ nặng nề hơn rất là nhiều. Thì cái điều thứ hai nên nhớ là breaking goals into smaller goals is better. Ok. Còn điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là the best of của ba điều luôn, là điều tốt nhất của ba điều luôn. Đó là action on smaller goal. Ok. Điều thứ hai và điều thứ nhất sẽ dục vào thùng rác, không có ý nghĩa gì cả nếu thật sự cái cá nhân làm sale trong trường hợp của mình không take action. Ok. Thì là action on smaller goal is best. Ok. Thì mình chia nhỏ nó ra. Chia nhỏ ra chẳng hạn như là ngày hôm nay để đạt được doanh số một tháng là 1 triệu. Thì ngày hôm nay chia nhỏ ra là mỗi ngày mình cần phải 300.000. Thì 300.000 đó nó tương ứng với bao nhiêu người khách hàng mình cần phải gọi. Thì rõ ràng là nếu mà chia nhỏ ra thì có thể nó sẽ tương ứng với chừng 1 hoặc 2 khách hàng thôi. Thì mình sẽ thấy nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và phải có cái động lực để mà cầm phone lên và gọi cho cái người khách hàng, 1 hoặc 2 cái người khách hàng đó. Đó là điều thứ ba trong ngành sale. Rất là đơn giản nhưng mà nhiều lúc lại không nhớ tới. Chỉ có 3 điều thôi. Setting goal is good. Breaking goals into smaller goals is better, but the best is action on those smaller goals. Tôi sẽ cố gắng ra video hàng tuần và hầu như hàng ngày với các chủ đề khác nhau để cộng đồng business của mình cùng nhau chia sẻ. Xin cảm ơn, chúc các bạn nhiều thành công.